Chào các em đang học lớp 12 tại các trường trung học phổ thông. Thầy sẽ hướng dẫn các em cách để nhập nguyện vọng trực tuyến bằng điện thoại di động nhé các em. Thì bây giờ thì mỗi chúng ta đều có một chiếc smartphone hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng điện thoại di động để mình đăng nhập cái hệ thống quản lý dữ liệu thi và nhập nguyện vọng trực tuyến, cũng như là mình sẽ sửa nguyện vọng và cập nhật nguyện vọng mới khi mà cần. Thì đầu tiên thì các em sẽ mở trình duyệt lên và các em truy cập vào đường link là thí sinh.trunghocphothongquocgia.edu.vn. Đầu tiên thì sẽ mở ra một cái giao diện như thế này đây, như trên màn hình. Thì chút xíu nữa thầy sẽ để cái đường link để truy cập với website này ở phía dưới phần mô tả. Các em có thể kéo xuống phía dưới để các em truy cập cái website này, các em đăng nhập nha. Đầu tiên để đăng nhập thì các em sẽ nhập cái tên đăng nhập, đó là số chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân của các em. 366123456. Đó, ví dụ như là đây là chứng minh nhân dân của thầy ha. Lưu ý là tài khoản của các em đó thì sau khi các em nộp hồ sơ rồi thì đơn vị thu hồ sơ của các em đó sẽ cung cấp cho các em một cái tài khoản gồm có tên đăng nhập và cái mã đăng nhập là mật khẩu nè. Rồi thông tin thứ ba là các em phải nhập vào, tức là nhập vào những cái ký tự mà các em nhìn thấy trên màn hình. QFHRG. Nếu như em nào mà chưa nhận được cái tài khoản đăng nhập hệ thống á, thì các em tranh thủ liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ của các em để họ cung cấp cho các em một cái tài khoản nha. Rồi các em nhấn đăng nhập nha. Thì nếu như lần đầu tiên mà các em đăng nhập vào hệ thống đó thì hệ thống sẽ bật ra một cái hộp thoại như thế này, là yêu cầu các em sẽ đổi mật khẩu để đảm bảo là cái tài khoản của mình có tính bảo mật cao nha các em. Tại vì liên quan đến thông tin của chúng ta, liên quan đến những cái nguyện vọng đại học đó, nếu như tài khoản của mình mà không có bảo mật đó, thì nó sẽ gặp rủi ro, sẽ thiệt thòi cho các em nha. Do đó mình phải đổi mật khẩu nha. Rồi các em nhấn vào đổi mã đăng nhập. Đổi mã đăng nhập thành công. Ok. Thì từ đây đến sau chúng ta sẽ sử dụng cái mật khẩu mới ha. Rồi cập nhật mật khẩu nha. Rồi thấy là các em đã đăng nhập được thành công vào cái hệ thống quản lý dữ liệu thi. Bước tiếp theo là thầy sẽ hướng dẫn các em cách để các em điền các nguyện vọng đại học vào hệ thống nha. Thì các em nhìn thấy ở góc trên ở bên trái có một cái nút là có ba dấu gạch, các em thấy không? Đây, các em nhấn vào đây. Rồi các em thấy ở bên dưới là có một là phiếu đăng ký, các em nhấn vào mục phiếu đăng ký nha. Rồi tiếp theo nữa thì các em thấy là cái mục thứ ba nè, là đăng ký nguyện vọng trực tuyến, các em nhấn vào đăng ký nguyện vọng trực tuyến. Đây, cái giao diện được mở ra như thế này. Tiếp theo các em sẽ nhấn vào là thêm nguyện vọng nha, thêm nguyện vọng này. Đó. Đầu tiên các em nhập vào thứ tự nguyện vọng. Thứ tự nguyện vọng ở đây là thứ tự 1, 2, 3 đó. Thì các em đi nhập số thứ tự thôi. Đây, nhập mã trường. Thì mỗi một trường đại học các em có một cái mã riêng biệt nha. Các em phải tìm hiểu biết được mã trường thì các em nhập vào đây nha. Ví dụ như là trường Đại học Cần Thơ là có mã trường đó là TCT nha. Nếu như các em không biết mã trường mà các em đang theo học thì các em có thể lên Google các em search nha, để các em biết được cái mã trường đại học mà mình muốn đăng ký đó là mã như thế nào nha. Ví dụ Đại học Cần Thơ đây là TCT nè, thấy không? Các em thấy nổi lên không? Đại học Cần Thơ nè, các em chọn cái ha. Đó. Tiếp theo là các em sẽ nhập mã ngành, mã ngành mình muốn học. Giả sử như mình chưa biết mã ngành mình muốn học, ví dụ mình muốn học ngành công nghệ thông tin đi, nhưng mà mình không biết mã ngành là gì, tại vì mình chưa có tìm hiểu trên website của Đại học Cần Thơ, thì mình sẽ nhập cái tên ngành luôn nha, công nghệ thông tin nè, nhập vào đó. Công nghệ thông tin đó, các em mới vừa nhập chữ công thôi là nó xuất hiện ngành công nghệ thông tin này, nó có mã ngành này trong danh sách nè các em, ngành thứ hai nha, với mã ngành là 7480201, các em chọn công nghệ thông tin nha. Đó, nó rất là tiện lợi đúng không, các em chỉ cần nhập tên thôi là nó sẽ xuất hiện ngành rồi, không cần phải nhớ cái mã ngành này. Hoặc là các em có biết, có tìm hiểu và biết mã ngành trước thì các em có thể nhập mã ngành vào đây cũng được nha. Rồi, mã tổ hợp.
Thì mở tổ hợp thì các em phải tìm hiểu trên website của Đại học Thơ, thì họ sẽ cung cấp cho chúng ta là cái ngành công nghệ thông tin này họ sẽ tuyển cái tổ hợp gì. Nếu như các em biết rồi thì các em nhập vào đây, còn các em không biết thì các em có thể là nhập một cái tổ hợp nào đó cũng được. Ví dụ như tự nhiên thì các em nhập chữ A vào nè, các em thấy nè ha, có hai tổ hợp họ sẽ xét tuyển nè, là A00 toán lý hóa, là A01 là toán lý tiếng Anh nè. Thì mình sẽ chọn một cái tổ hợp để mình xét tuyển nha. Ví dụ như thầy học giỏi toán lý hóa, thầy sẽ chọn cái tổ hợp là A00 nha. Rồi xong rồi, nhập tới đây thì các em bắt đầu các em nhấn chọn nè. À, thế là các em đã hoàn thành được một nguyện vọng rồi nha. Thì các em thấy ở trên đây không, tổng số nguyện vọng đã đăng ký là hai nguyện vọng nè. Mình đăng ký bao nhiêu nguyện vọng thì mình nhập bấy nhiêu. Ở đây đăng ký hai nguyện vọng thì mình sẽ nhập hai nguyện vọng. Tiếp theo thầy sẽ nhập nguyện vọng thứ hai nha. À, số thứ tự nguyện vọng ha, là hai, là tương tự như nguyện vọng đầu tiên thôi. Mã trường thì học Đại học Cần Thơ luôn, TCT này, Đại học Cần Thơ. Đấy. À, ngành bây giờ thầy sẽ học một cái ngành nào đây ha, ngành quản trị kinh doanh đây. À, thầy không có biết mã ngành ha, không nhớ mã ngành cũng như là không có biết mã ngành là gì, thầy nhập cái tên ngành vô quản trị kinh doanh. Đó, quản trị kinh doanh thôi. Các em thấy có một cái danh sách xuất hiện nè, quản trị kinh doanh, quản lý công nghiệp, về quản lý thủy sản vô qua đó, mình thích cái ngành nào mình chọn vô đó. Thì nó xuất hiện cái mã ngành luôn nè, 7340101, đó là mã ngành của quản trị kinh doanh. Ok, tiếp theo mình sẽ nhập vào thử nha. Đấy, mã tổ hợp nè, có rất nhiều mã tổ hợp các em, rất nhiều tổ hợp môn, A00, A01, D01 và C02. Tức là ngành quản trị kinh doanh này các em có thể là xét tuyển một trong bốn tổ hợp này nha. Hồi nãy thầy xét toán lý hóa rồi, thầy cũng học giỏi tiếng Anh nữa, do đó thì sẽ chọn cái tổ hợp là A01 toán lý tiếng Anh nha. Đó, xong rồi ha, nhấn chọn. Ok, như vậy là chúng ta đã nhập xong hai nguyện vọng rồi. Đó, nhập xong hai nguyện vọng rồi. Tiếp theo nữa là các em kéo lên trên nè, các em nhấn vào nút lưu thông tin. Rồi, như vậy là thông tin của mình mới được lưu thôi nhé các em. Các em kéo tiếp tục kéo xuống bên dưới nha. Khi này thì hai nguyện vọng này chưa được lưu trên hệ thống nhé các em. Đó, thì mình phải kéo xuống bên dưới, các em phải xác nhận một lần nữa, cái là các em xác nhận đăng ký. Khi mà các em nhấn nút xanh xanh nè, xác nhận đăng ký thì hai nguyện vọng này mới được lưu trữ trên hệ thống nha. Nhấn xác nhận đăng ký. Đấy. Em thấy yêu cầu sự nguyện vọng đã được ghi nhận sẽ mất vài phút để hệ thống xác thực và cập nhật dữ liệu ha. Vui lòng kiểm tra lại danh sách nguyện vọng sau vài phút. Ok. À, như thế là chúng ta đã cập nhật được hai nguyện vọng lên hệ thống thành công rồi đó các em. Đó. Rồi. Bây giờ tiếp theo nữa thầy sẽ hướng dẫn các em cách để sửa nguyện vọng. Ví dụ như bây giờ mình đăng ký rồi, bây giờ mình không muốn học ngành đó nữa, mình cảm thấy mình thích một cái ngành nào đó khác hơn, hay là mình có cơ hội đậu một cái ngành khác cao hơn, thì mình sẽ sửa nguyện vọng nha. Ví dụ nguyện vọng 1 đang là học công nghệ thông tin Đại học Cần Thơ đúng không? Thầy sẽ nhấn vào cái nút, các em thấy có cái nút, có cái dấu, có cái viết ha. Đây, có cái viết nè, đó các em nhấn vô. Đấy, Đại học Cần Thơ ban đầu là mình học ngành công nghệ thông tin, bây giờ mình sẽ sửa lại thành một ngành khác nha. Ví dụ ngành chăn nuôi đây, đó, chăn nuôi nó dễ đậu hơn, gõ chữ chăn nuôi vô. Đó. Rồi. Tiếp theo là bên dưới là tổ hợp môn ha, em nhấn vào. Đây. Chăn nuôi bây giờ thầy sẽ xét là toán hóa sinh nha, thầy học sinh cũng giỏi lắm, thằng ra chọn toán hóa sinh nè. Rồi, các em cứ nhấn chọn thôi. Rồi, cuối cùng là gì? Đó. Các em nhấn lưu thông tin nha, để thông tin nó lưu lại nha. Rồi. Các em đừng quên bước cuối cùng, bước rất là quan trọng, đó là xác nhận đăng ký, nhấn vào nút xác nhận đăng ký. Ok. À, nhấn ok cái. À, thế là chúng ta đã thêm nguyện vọng thành công và chúng ta đã cập nhật được nguyện vọng mới lên hệ thống thành công nha. Thì thầy chúc các em thực hiện thành công và đậu vào các cái trường đại học như là các em đã mong muốn. À, chúc các em có nhiều sức khỏe và đạt thi đạt được cái kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới. Cảm ơn các em đã xem video.